Thưa quý khán giả, hiện nay nhiều người chọn công việc shipper hay còn gọi là người giao hàng ngày càng đông bởi xuất phát từ nhu cầu thực tế. Khi nhận giao hàng, thường các shipper sẽ phải đặt cọc tiền hàng cho chủ hàng. Khi giao hàng xong cho khách thì mới nhận lại tiền cọc từ người mua. Và đây cũng chính là kẽ hở mà những kẻ lừa đảo đã lợi dụng để chiếm đoạt tiền cọc của các shipper. Điển hình những vụ việc và mánh khóe sau đây là nội dung trong góc nhìn đa chiều ngày hôm nay. Vào một ngày tháng 5 năm 2017, anh B, shipper tự do, nhận được đơn hàng từ chủ shop trên địa bàn quận Bình Thạnh, cần giao tới quận 5. Liên lạc với người chủ shop trên, anh B được hướng dẫn tới một con hẻm tại quận Bình Thạnh để nhận món hàng có giá 1 triệu 600 ngàn đồng. Theo quy định, anh B phải đặt cọc cho chủ shop số tiền 1 triệu 500 ngàn đồng. Sau khi vận chuyển tới tay khách hàng, anh sẽ nhận lại cả tiền cọc hàng lẫn phí giao hàng. Để xác minh, anh B đã gọi vào số điện thoại của khách hàng do chủ shop cung cấp và được xác nhận đúng đơn hàng. Không chút nghi ngờ, anh B đi đến điểm giao hàng tại quận 5 thì không thể liên lạc với người nhận và cả chủ shop thuê giao hàng. Sau khi mở gói hàng ra kiểm tra, bên trong chỉ có món hàng trị giá vài chục ngàn đồng. Lúc này thì anh mới biết mình bị lừa và địa chỉ trên chỉ là địa chỉ ma. Hôm đó thì tôi nhận được một cái cuộc ship hàng trong group. Thì tôi cũng có tới cái địa điểm đó để mà nhận hàng đi giao. Sau khi nhận hàng thì được báo là hàng này là phải thêm thế chân tiền. Thì tôi có đưa tiền cho cái người giao hàng đó, rồi cầm món hàng tới nơi để giao đúng địa điểm. Thì sau khi mà tới nơi thì sau nhiều cuộc điện thoại tới cái người nhận đó thì lại không có bắt máy. Thủ đoạn thường thấy là yêu cầu shipper đến đầu hẻm, ngã ba đường, dưới các chung cư cao tầng và những lý do như nhà khó tìm, bảo vệ không cho người lạ lên chung cư, vân vân. Tinh vi hơn, chúng còn giả dạng đi ra từ một shop bán hàng nào đó có địa chỉ cụ thể, giờ như đó là shop mình đang làm chủ để shipper yên tâm. Tuy nhiên sau khi nhận được tiền cọc hàng, các đối tượng nhanh chóng biến mất, khiến nhiều shipper rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Trong khi đó, người bị hại chỉ có trong tay số điện thoại của kẻ lừa đảo, phần lớn là sim rác, nên không biết phải kêu ai, khiếu kiện như thế nào. Sau đây là nhìn nhận của chuyên gia tâm lý và luật pháp xem những hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào. Hiện chiêu lừa đảo tiền cọc của shipper đang ngày càng trở nên phổ biến. Chúng được chia sẻ rất nhiều trên các trang mua bán. Tuy nhiên, luôn có vô số shipper mới vào nghề và không phải ai cũng biết đến ẩn quả đang chờ đợi. Và rất có thể, một ngày nào đó, họ cũng sẽ trở thành con mồi. Những người mà giao hàng như vậy thì cái mục đích của họ vẫn là họ lấy công làm lời ấy. Cho nên đó cũng là một cái cơ sở cho những kẻ mà lừa đảo nó thực hiện, bởi vì nó biết là những cái người này họ phải làm để mà kiếm thêm cái thu nhập cho mình. Dùng thủ đoạn để mà chiếm đoạt tài sản hoặc là bỏ trốn sau khi chiếm đoạt tài sản. Thì đối với trường hợp này, thì cái hình thức phạt, xử phạt hành chính của nó là từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Và nếu như mà họ sau khi đã bị xử phạt rồi, nhưng họ vẫn tiếp tục có những hành vi vi phạm như thế, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 139 của Bộ Luật Hình Sự. Đa phần thì người dân rất là ngại trong cái việc mà đi đến cơ quan chức năng để tố cáo cái hành vi vi phạm. Nhưng theo tôi thì chúng ta nên thực hiện cái việc đó. Bởi vì nếu như chúng ta thực hiện cái việc tố giác tội phạm là chúng ta đã giúp để ngăn ngừa những hành vi vi phạm đối với những đối tượng này và giúp những người khác để mà ngăn chặn những hành vi vi phạm. Hiện nay, đối tượng làm shipper khá đa dạng, từ sinh viên cho đến nhân viên văn phòng, giáo viên đều có thể tham gia nếu có thời gian rảnh rỗi và muốn kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, trước tình trạng lừa đảo nghề một tinh vi như trên đã khiến họ không khỏi lo lắng, bởi số tiền bị lừa đảo không phải nhỏ đối với họ. Thế nhưng làm thế nào để nhận diện được những kẻ lừa đảo không phải là dễ dàng, nhất là khi thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Vì vậy, để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo, thì sắp tới, những người hành nghề giao hàng cần phải hết sức thận trọng, nhất là đối với những người thuê giao hàng không có địa chỉ rõ ràng, chỉ giao dịch qua điện thoại. Đối với những đơn hàng có giá trị lớn, người giao hàng cần xác minh địa chỉ chính xác trước khi giao tiền cọc. Khi giao và nhận tiền, cần có hóa đơn, chữ ký xác nhận để làm căn cứ khởi kiện nếu không may xảy ra lừa đảo. Khi phát hiện có dấu hiệu phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản,
cần trình báo ngay với cơ quan công an để xác minh xử lý, ngăn chặn những kẻ lừa đảo tiếp tục ra tay làm hại nhiều người. Dân, những ai đang làm công việc giao hàng thì cần phải nhớ rõ hơn những điều này, tránh bị lừa một cách oan uổng. Và nội dung này cũng đã khép lại chương trình Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.